Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn thế nào là tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước trong đấu giá tài sản. Thưa quý vị và các bạn, đấu giá tài sản là một cái hình thức rất mới. Trước đây thì nó được chỉ văn bản cao nhất là Nghị định 17, sau này thì luật đấu giá được nâng thành luật và nó có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2017. Và cho đến hôm nay là tháng 1 năm 2018 thì luật bán đấu giá chỉ đi vào đời sống khoảng 6 tháng và còn rất là nhiều những cái điều cập nhật, những cái khó khăn mà các doanh nghiệp bán đấu giá chuyên nghiệp cần phải cập nhật được thông tin, cần phải có những hướng dẫn từ phía cơ quan chủ quản và rất nhiều vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, video hôm nay chúng ta sẽ nói về điều 39 của luật bán đấu giá tài sản, tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước. Câu chuyện nó như thế này quý vị và các bạn, tôi có quen một cái anh của ngân hàng, cũng là sếp đó. Thì anh bảo, anh alo với tôi là anh bảo rằng là: chị Thu ơi, tôi mua một cái tài sản bán đấu giá, nhưng mà chị cho tôi hỏi cái tiền đó có bị, tiền đặt trước đó, nó có bị mất hay không? Thì tôi trả lời anh là: thưa anh, trong trường hợp mua bán bằng bán đấu giá tài sản thì tiền đặt trước sẽ được cá nhân hoặc tổ chức đưa vào tài khoản của trung tâm bán đấu giá hoặc là doanh nghiệp bán đấu giá theo cái tỷ lệ mà do tổ chức bán đấu giá, trung tâm đấu giá và người có tài sản thỏa thuận, và số tiền này sẽ được hoàn trả nếu anh không mua được cái tài sản này, tức là không phải là người trung gian. Trở lại vấn đề, thưa quý vị và các bạn, vậy thì những cái loại tài sản nào chúng ta được đem bán đấu giá? Thưa quý vị và các bạn, vì đây là một cái video cho nên tôi nói chậm thôi. Tôi nói để quý vị và các bạn, để thưa quý vị và các bạn, vì đây là những cái video mang đến một cái thông điệp giống như một cái câu chuyện kể về việc bán đấu giá. Cho nên tôi kính mong quý vị và các bạn coi giống như là một cái hình thức mình giải trí cũng được ạ. Về điều 39 của luật bán đấu giá tài sản thì tiền đặt trước là cái số tiền mà cá nhân, tổ chức khi mua tài sản phải nộp cho cái tổ chức hoặc cái doanh nghiệp, cái trung tâm, và cái số tiền đặt trước này 5% cho đến 20%. Cái số tiền này là do người có tài sản và trung tâm bán đấu giá hoặc là người có tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá thỏa thuận. Bây giờ tôi ví dụ như thế này, hôm nay cái tài sản này sẽ được giá khởi điểm nó là 1 tỷ đồng. Thì như vậy giữa doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và người có tài sản, họ bảo rằng là thôi bây giờ tôi lấy mức cao nhất là 20%. Vậy thì cái tiền đặt trước này, tức là cái những cái cá nhân, những cái tổ chức nào muốn mua cái tài sản này thì họ phải nộp vào tài khoản của trung tâm và doanh nghiệp bán đấu giá với cái số tiền là 200 triệu. Nó tương đương với 20% giá khởi điểm. Tuy nhiên như vậy, cũng trong trường hợp này thì có một cái doanh nghiệp họ bảo rằng thôi thì bây giờ từ cái khung từ 5% đến 20% thì thôi bây giờ tôi chỉ lấy cái giá là 15%. Vậy thì khi mà thông báo bán đấu giá tài sản trên cái phương tiện thông tin đại chúng báo thì cái doanh nghiệp hoặc là trung tâm bán đấu giá tài sản họ sẽ có cái quy định rằng tiền đặt trước nó là 15%, tiền đặt trước nó là 5% giá khởi điểm. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn từng chi tiết nhỏ nhất thế nào là giá khởi điểm. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì cái tiền đặt trước này nó sẽ được xử lý như thế nào?
Thưa quý vị và các bạn, ví dụ như doanh nghiệp của tôi là công ty bán đấu giá Đoàn Gia Phúc, bán một cái tài sản với cái giá trị là 1 tỷ đồng. Và tôi thỏa thuận với người bán có tài sản rằng tiền đặt trước đối với cái tài sản A là căn nhà có diện tích là 100m, tọa lạc tại phường A, số nhà, số tờ, số thửa, tờ bản đồ theo giấy chứng nhận gì đó. Thì khi thông báo, tôi có thông báo rõ là tiền đặt trước là tương đương 15% giá khởi điểm. Và 5 người mua cái tài sản của tôi. Thì thưa quý vị và các bạn, thì cho có những người, chỉ có 1 người trúng được tài sản. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là cái thuật ngữ từ từ tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cách chuyên nghiệp và chậm, rất chậm để quý vị và các bạn dễ hiểu. Như vậy thì cái người trúng giá với cái giá là 1.200.000 đồng thì cái số tiền đặt trước của họ sẽ được, trước đây là 1 tỷ, họ phải nộp thêm số tiền trước đây họ tiền đặt trước là 150 triệu, thì bây giờ họ nộp thêm 1.050.000 đồng. Còn 4 người còn lại thì cái số tiền đặt trước sẽ được hoàn trả lại cho người không mua được tài sản bán đấu giá. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ rằng tôi chỉ giới hạn cho quý vị và các bạn những cái thuật ngữ nó hơi khó khăn, và bây giờ tóm lại cho quý vị và các bạn tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước. Thưa quý vị và các bạn, tiền đặt trước là cái số tiền do tổ chức bán đấu giá và người có tài sản thỏa thuận từ 5-20% giá khởi điểm. Và tiền đặt trước này sẽ được hoàn trả lại, xử lý nếu trong trường hợp có vi phạm, hoặc là chuyển qua hình thức khác trong trường hợp người mua được tài sản trúng giá. Thưa quý vị và các bạn, video có những cái buổi ban đầu chắc chắn nó có những cái khó khăn về chuyển tải ngôn ngữ, và cũng mong muốn rằng những anh chị em đấu giá viên sẽ có những cái góp ý chân thành để những video lần sau của tôi thêm phần dễ hiểu, đơn giản chuyển đến quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.